chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Bà Mẹ Quê. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn chay nữa nha. Đó là cà ri. Và cà ri này mình nấu với củ hủ dừa nè các bạn. Nấu bằng củ hủ dừa thì ăn nó không có bị ngán như là nấu khoai. Củ hủ dừa thì nó có độ giòn giòn nè và ngọt nữa. Cùng với nước cốt dừa béo béo thì hết sảy luôn á. Và đây là cái phần đùi gà mà mình làm hôm trước nè. Và các bạn thấy cái tô cà ri của mình rất là ngon luôn ha. Và mình xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Nếu các bạn thấy thích cái món ăn cà ri này thì hãy cùng vào bếp và cùng làm với mình nha. Và đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Ở đây mình có là 400ml nước cốt dừa mình vắt lần thứ hai. Và đây là 100ml nước cốt dừa mình vắt lần thứ nhất. Vậy tổng cộng là 500ml. Và 200g đùi gà. Đùi gà mình tự làm đấy các bạn. Và 100g chả sữa nhé. Loại chả sữa này nó rất là dai và thơm luôn. Và tiếp theo mình có là 100g cà rốt, 200g củ hủ dừa, một ít cộng sả và nửa củ hành. Gia vị để nêm thì mình có là muối nè, đường, một ít hạt nêm, đậu phộng rang, sữa tươi mình dùng 3 muỗng canh nhé, và một ít hạt cà ri hay còn gọi là hạt điều đấy các bạn. Và một bánh mì hoặc là bún để các bạn ăn kèm. Bây giờ mình sẽ đi chiên cái phần đùi gà và chả sữa này nhé. Mình sẽ chiên giòn hết cái phần đùi gà và chả sữa này. Các bạn chiên đến khi mà cái phần da của đùi gà nó vàng giòn như thế này là được rồi. Phần đùi gà và chả sữa mình đã chiên xong rồi nè. Rất là vàng giòn ngon, còn chả sữa thì không có cần vàng lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần chả sữa này và đùi gà luôn, cắt thành những miếng vừa ăn. Các bạn thấy bên trong cái đùi gà mình nó có sớ sớ thịt rất là ngon luôn nè. Chả sữa và đùi gà mình đã cắt xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi thắng cái nước dầu điều này nha. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng rồi thì mình để cái hạt điều vào. Hạt điều này nó sẽ ra màu, làm cho cà ri mình nó có màu đẹp đó các bạn. Cho hạt điều vào và mình đảo đều trong vòng 1 phút nha, cho cái hạt điều mình nó ra hết cái chất màu. Sau đó mình sẽ vớt cái hạt điều ra bỏ. Và cái nước này thì các bạn chia làm 3 phần bằng nhau nha.
Phần nước dầu đều đầu tiên mình sẽ cho vào một ít tỏi băm để cháy đùi gà và chả sữa cho thơm. Phần nước thứ hai thì mình dùng để sấy rau củ cho nó có màu đẹp. Cho hết củ hủ dừa, sả và cà rốt vào chảo. Sau đó mình sẽ đảo đều cho cái phần rau củ mình nó thật thấm màu. Các bạn xào nguyên liệu trước như thế này nè. Khi các bạn nấu cà ri thì nguyên liệu của mình nó thấm màu, nó rất là đẹp luôn. Giờ thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa thứ hai vào nha. Còn nước nhất thì mình để đó. Các bạn vắt nước cốt dừa thì nhớ là vắt nước đầu thì mình chừa lại, nước thứ hai thì mình sẽ để vào nấu. Nước cốt dừa đã xăm xắp cái phần rau củ rồi nè. Bây giờ thì mình nêm gia vị nhé. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối và 4 muỗng cà phê đường. Các bạn thích ăn ngọt thì có thể thêm đường nữa cũng được nữa. Và cà ri thì phải béo béo và ngọt ngọt thì mới ngon ha. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây hạt nêm. Hạt nêm mình sử dụng là 2 muỗng cà phê, hạt nêm rong biển và 3 muỗng canh sữa đặc này mình cho hết vào luôn. Sữa đặc sẽ giúp cho cà ri béo ngọt và thơm hơn. Giờ mình sẽ nấu cho phần rau củ thật là chín mềm thì mới để chả sữa và đùi gà vào nha. Dầu đều mình chừa lại hồi nãy nè, mình sẽ cho hết vào đây. Và dầu đều các bạn cho vào cuối cùng như thế này nè, thì nồi cà ri mình nó sẽ có màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình nấu sôi thêm vài phút nữa thì mình có thể nhắc xuống rồi đó. Các bạn không được nấu chả sữa và đùi gà trong thời gian lâu quá nha. Chỉ cần 3 phút là được rồi. Nấu lâu nó sẽ không còn độ dai ngon nữa. Cái củ hủ dừa này nè, các bạn nấu cà ri ăn rất là ngon luôn. Nó có độ giòn giòn nè và ngọt nữa. Ăn cà ri nó sẽ không có bị ngán. Các bạn nấu khoai á, nó đặc sệt cà ri và ăn nó rất là ngán luôn. Đùi gà của mình nó đã thấm gia vị và nó có màu đẹp rồi nè. Chả sữa cũng vậy, rất là thơm.
Giờ thì mình cho hết cái củ hành vào. Và phần nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa lần thứ nhất mình vắt nè. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Nước cốt dừa vắt lần đầu này nó rất là béo. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Và các bạn cho củ hành và nước cốt dừa vào là mình tắt bếp liền nha. Độ nóng của nước cà ri này nó sẽ làm cho củ hành vừa chín, còn độ giòn và ngọt. Các bạn nấu lâu thì củ hành mình nó rất là mềm nhũn, không có ngon. Cho thêm một ít hạt đậu phộng vào. Sau đó mình sẽ múc vào tô nha. Hấp dẫn quá, thơm ghê luôn á các bạn. Và nấu với củ hủ dừa này thì ăn nó không có ngán, nó đỡ ngán hơn. Nó giòn giòn và nó ngon như là các bạn nấu măng vậy đó. Mình đem ra bàn và mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây là cái tô cà ri của mình. Mình sẽ rắc lên đây một ít đậu phộng giã nhuyễn nữa. Hấp dẫn chưa? Có bạn nào thấy thích không? Đói bụng rồi nha, bây giờ mình sẽ ăn nha. Và mình ăn kèm với bánh mì. Các bạn có thể ăn bánh mì hoặc là bún cũng được nữa. Tô cà ri của mình có màu đẹp quá à. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Các bạn hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Bye bye.